Mọi người có thể tự xây một kênh TikTok mà không cần phải tham gia bất kỳ khóa học nào nếu có cái bảo bối này ở trong tay. Và như các bạn đã biết thì để chúng ta có thể thắng được một cuộc chơi thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải hiểu được luật chơi của nó đã. Mình thấy đặc biệt là những người mới, các bạn cứ lao vào các bạn làm video mà các bạn không biết chúng ta cần phải tránh những cái hình gì, không nên nói những cái từ nào. Thậm chí các bạn còn không biết mình sai ở chỗ nào cơ. Mà ở trong các khóa học của TikTok ấy thì mọi người luôn hỏi cái điều này rất là nhiều, đặc biệt là những bạn mới xây kênh. Thì mình có làm luôn một cái bảng mà trong đó có liệt kê toàn bộ những cái chính sách, những cái quy định của nền tảng ra như thế này. Trong này ấy thì có tất cả những cái chính sách vi phạm những cái luật của nền tảng, từ yếu tố kỹ thuật, hình ảnh, từ ngữ, nội dung, caption, tên kênh. Mà trong cái quá trình mà bọn mình làm kênh cho TikTok và rất nhiều những cái đối tác khác thì bọn mình đã tổng hợp lại. Và cái tài liệu này thì bọn mình sẽ chia sẻ free dành cho các bạn. Và đương nhiên bọn mình sẽ không thể gửi trực tiếp cái file này vì những cái chính sách của nền tảng. Cho nên để các bạn có thể nhận được cái bộ tài liệu này, các bạn có thể tham gia vào cái chương trình Bí mật Ecom. Bí mật Ecom là một trong những cái chương trình mà bọn mình chia sẻ những cái kiến thức nền tảng, những cái kiến thức đại cương về kinh doanh online dành cho những người mới. Các bạn có thể tham gia những chương trình này cộng với nhận toàn bộ những cái tài liệu hữu ích thì mình tin các bạn sẽ có cho mình những cái kiến thức cơ bản, một cái lộ trình rõ ràng để các bạn có thể bắt đầu xây một kênh và các bạn có thể bán hàng và có được những cái đơn hàng đầu tiên khi mà các bạn kinh doanh online. Vậy thì cái đường link để các bạn có thể đăng ký cái chương trình miễn phí này thì mình có để ở phía dưới. Các bạn hãy nhanh tay bấm vào đường link đăng ký để chúng ta có thể học tập và cùng nhau phát triển một cái kênh TikTok